Tích tâm tuần thiên chương 3521 Quả thực là so sáng thế gian Bởi vì tốc độ cực hạn này cũng tự hại thân cho nên mãi cho đến khi xông tới thần sơn Nhảy lên thiên yêu pháp đàn Bất lão Ngọc Châu mới làm cho vết nứt dày đặt trên người hắn nhanh chóng khép lại Máu tươi nhỏ xuống dọc đường là một đường tuyến phân cắt sơn đài Máu nhuộm thiên yêu pháp đàn Trên thiên yêu pháp đàn Chư thần đốt thân đứng nghiêm Ngưỡng vọng thân thể thần vương lẳng lặng chờ đợi một vị tôn thần vô thượng sinh ra. Thần hỏa phủ kính pháp đàn, như một đóa hoa diễm lệ nở rộ. Máu của Khương Vọng vẫn còn nhỏ xuống lửa, khiến ánh lửa trong đẹp không tả, màu máu càng thêm lộng lẫy. Hắn vung như ý tiên y nhuốm máu lên, như một con chim tự do tung bay, phi tới đỉnh đồng được thân thể của vũ trinh đại tổ luyện hóa thành. Tay trái rung tri văn chuông, tay phải rút kiếm chỉ lên trời. Trong thế giới thần tiêu vốn không thấy trăng sao nhật nguyệt nhưng lúc đó trong dòng sông thời gian ánh sáng dập dần chợt xuất hiện hình ảnh thất tinh bắt đẩu bảy ngôi sao sáng chói với sức mạnh to lớn này nối liền với nhau thông qua tinh lộ chuyển động nhẹ nhàng trong vần sáng thời gian nhích dần về phía bắc từ đó thế giới thần tiêu có chính bắc có phương hướng neo giữ chư thiên vạn giới đuôi bắt đẩu chỉ về bắc thiên hạ vào đông trong hình ảnh chiếu lên bầu trời của thế giới thần tiêu Bầu trời phía trên nơi Nguyên Hy Đại Đế và Vũ Trinh Đại Tổ ngồi đối diện luận đạo, chợt có một bông tuyết rơi xuống. Khương vọng, trung chung tìm vật cũ, dương kiếm chỉ siêu thoát. Quyển ứng dương nổi cơn thịnh nổ đuổi theo tới ngoài thần sơn đã kinh ngạc không nói nên lời. Dạ Bồ Tát biến thành từ tinh trùng cũng trố mắt á khẩu. Linh Hy Hoa chấn động tới độ mất hết khả năng ngôn ngữ, xương cốt toàn thân bụng trũng mềm nhũng. Đúng lúc này, sắc trời do khuyển ứng dương hấp thu và phóng thích đã quay về thế giới này, thần sơn rộng lớn trở nên sáng tỏ theo. Sơn đài, thiên yêu pháp đàn, đỉnh đồng, hai tồn tại vĩ đại đối mặt luận đạo trong dòng sông thời gian, cùng khương vọng đẫm máu bay cao, vẽ thành một bức họa ấn tượng mãnh liệt. Như thể thời gian đã qua rất lâu, lại có vẻ như chỉ mới một cái chớp mắt. Dòng sông thời gian phản chiếu trên bầu trời. Bóng người thân khoác áo trắng, đầu đội mũ bạch ngọc, lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất. Thân ảnh uy nghiêm với mũ miệng rũ xuống lắc đầu, thở dài, đứng dậy rời khỏi dòng sông thời gian. Không ai nói rõ được một kiếm này của Khương Vọng rốt cuộc có ảnh hưởng gì. Nhưng Sài A Tứ vĩnh viễn không thể nào quên được một kiếm này. Quả thực là soi sáng thế gian. Hai vị tồn tại vĩ đại luận đạo, chẳng lẽ lại bị Khương Vọng phá đám. Linh Hy Hoa trố mắt nhìn, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy bản thân Khương Vọng cũng cảm thấy mông lung. Bởi vì tri văn chuông mà hắn ký thác hy vọng chưa thể kết nối với đường cũ của Vũ Trinh. Mà một kiếm đạo đồ mà hắn dốc hết sức lực lại khuấy cho tuyết bay đầy trời, khiến không khí trở nên rét lạnh. Chẳng lẽ kiếm của mình lại thấy sự có thể quấy động dòng sông thời gian, phá hỏng bày bố của kẻ siêu thoát. Mặc dù mũi kiếm của hắn cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng hình bóng đại diện cho Vũ Trinh thật sự đã biến mất. Mà hình bóng uy nghiêm đội mũ miệng rũ châu kia lại một mình bước ra khỏi dòng sông thời gian, bước lên trời cao. Trong quá trình bước lên trời này, ông ta và dòng sông thời gian chiếu rọi trên bầu trời sau lưng ông ta đều dần tan biến trong ánh sáng dập dần. Chỉ để lại một âm thanh lãng đảng, vô thượng tôn thần, không phải điều hắn mong muốn. Sau đó là một tiếng thở dài. Vũ Trinh không muốn. Ngay cả tiếng thở dài này cũng ngày một xa dần, từ từ biến mất. Không muốn kế hoạch của nguyên hy đại đế kéo dài cả vạn năm mới cầu được một cơ hội này để vũ trinh đại tổ có một cơ hội như vậy có thể trở lại siêu thoát trở lại thời hoàng kim vĩ đại viết tiếp một thiên truyền kỳ cho dù như vậy vũ trinh vẫn không muốn mỗi người ở đây ai cũng mang thân phận cao quý ai cũng có toan tính riêng không có ai là vũ trinh cho nên cũng không có ai hiểu được quyết định của vũ trinh nhưng linh hồn của vũ trinh đại tổ và tàn niệm của nguyên hy đại đế đều đã biến mất tồn tại vĩ đại như bọn họ thuận tâm mà đi chính là cái lý của đại đạo quả thực không cần ai thấu hiểu nhưng vạn thần hải làm sao bây giờ thân thể thần vương này làm sao bây giờ kế hoạch vạn năm và bao nỗ lực của phong thần đài phải thu lưới như thế nào chẳng lẽ đều là công giả tràng huyền nam công bất chấp tất cả đụng độ chính diện với hổ thái tuế và thành ma vân tại thế giới thần tiêu lại lấy chủ niệm điều khiển xích hỏa tượng thần thả người vào đỉnh dấy lên thần hỏa trong pháp đàn lại phân niệm chư thần bày trận tụng niệm đại yêu càng pháp thần chiếu thư đúc nên thân thể chí tôn chí quý có thể nói đã dốc hết sức lực chỉ chờ linh hồn vũ trinh đại tổ trở về sau đó sẽ hoàn thành sự nghiệp vĩ đại vô thượng ông ta cũng có thể nhìn thấy đạo đồ vô thượng hiện tại thân thể thần vương còn chưa tạo xong vũ trinh đại tổ lại không tới vạn thần hải cuồn cuộn mấy vạn năm chẳng được gì Nguyên Hy Đại Đế cũng không có kế hoạch nào khác. Ngươi thay mệnh trẫm, ngươi thay mệnh trẫm. Kẻ khác không hiểu được bốn chữ trên thân đỉnh kia, nhưng huyền Nam công cai quản phong thần đài, biết rất nhiều cơ mật lịch sử, hiểu rất rõ ý nghĩa của những chữ này. Năm đó Nguyên Hy Đại Đế bị thương nặng, muốn thoái vị nhường chức cho Vũ Trinh Đại Tổ. Vũ Trinh Đại Tổ nói, yêu tộc hôm nay, Vũ Trinh thành đế kém xa Nguyên Hy Trường Thọ, cho nên lấy Thọ Nguyên hoán đổi. Nghĩ đến nguyên hy đại đế cũng canh cánh trong lòng, mới lấy phong thần đài ra sắp đặt kế hoạch, đưa người kia trở về. Thậm chí thiên yêu pháp đàn này cũng do nguyên hy đại đế một tay phá hủy sau khi hoàn thành sứ mệnh. Khắc bốn chữ, ngươi thay mệnh trẫm này xuống thân đỉnh là vì muốn nhiều năm sau, ông ta và vũ trinh đại tổ không ai nợ ai. Thế nhưng nguyên hy đại đế của ta, mặc dù ngài hùng tài đại lược, bể nghệ chư thiên, nhưng chuyện lớn như thế này, ngài không thể hỏi ý kiến vũ trinh đại tổ trước một tiếng sau chuyện đã đến ngay trước mắt rồi, mới biết người ta không muốn. Sớm biết như vậy, chẳng bằng nể mặt hổ thái tuế một tí còn hơn giờ này tan nát giấc mộng hoàng lương. Giờ khắc này, Khương Vọng rung chung tìm đường không thành. Hắn lơ lửng giữa không trung, đối diện thân thể thần vương. Trên là dòng sông thời gian đã tiêu tan, dưới là chư thần đang ngưỡng vọng. Từng bức tượng thần với hình hài tướng mạo khác nhau, nhìn về phía hắn với nhiều ánh mắt khác nhau. Cảnh tượng này, quả thực, có chút xấu hổ. Huyền Nam Công có thể điều khiển ngàn vạn tượng thần chiến đấu với Hổ Thái Tuế điều khiển Chu Huyền, chiến lực của ông ta trong thế giới thần tiêu này tất nhiên cũng cao hơn chân yêu. Nhưng khoảnh khắc hương vọng đâm kiếm tới, vạn thần đều đang cung phụng thần vương thân, ông ta bận điều khiển hết thảy, phân tâm không nổi. Nhưng bây giờ thì có thể phân tâm, nhưng thân thể thần vương đã được luyện chế tới khâu quan trọng này, bỏ cũng không được, không bỏ cũng không được cho nên bầu không khí trên thiên yêu pháp đàn bỗng trở nên rất quỷ dị. Lộc Thất Lang đang tập trung xử lý thương thế, khôi phục 6 đến 7 phần chiến lực, sau đó rút kiếm trở về thần sơn. Nhưng chuyến này trở về, toàn bộ thế giới dường như đã thay đổi, khiến gã thực sự chẳng hiểu mô tê gì. Cái kẻ máu me đầy người kia, dường như là khương vọng. Sao còn chưa bị bắt, còn chạy về thiên yêu pháp đàn? Chẳng lẽ bị khuyển ứng dương bắt về rồi treo ở đó tiếp nhận tra tấn? nhưng nào có chuyện tra tấn mà không phải cởi bỏ vũ trang thậm chí bất lão ngọc châu và tri văn chuông đều không được tháo xuống gã nhìn quyển ứng dương một cái đang định nói gì đó thì trong lòng đột nhiên chấn động linh giác bất chợt trỗi lên nhìn về phía dạ bồ tát và linh Hy hoa sau đó tung người lên trên đài sơn sài a tứ đang đi trên đài sơn leo lên chỗ cao hơn vì một kiếm kia của khương vọng mà chấn động đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác kỳ lạ vừa đau đớn vừa ấm áp. Cảm giác này giống như trở về tiểu viện cũ nát mà gã lớn lên từ nhỏ, nhìn thấy da da tựa trên ghế nằm, tắm ánh nắng, mắt liêm diêm, nếp nhăn hàng rõ, kể lại những chuyện xa xưa lạc vặt không đâu vào đâu. Cũng không biết vì sao, trên mặt hắn bỗng nhòa lệ, kìm lòng không đậu mà chạy xuống dưới núi, bay qua sơn đài, lão đảo chạy về phía vách đá. Kỹ tính không dùng một con tinh trùng, bắt lấy mà đêm của thế giới thần tiêu, trở thành dạ Bồ Tát, có thể phát huy sức mạnh ở tầm chân yêu. Nhưng chỉ là một con tinh trùng, khả năng có hạn. Ông ta cũng muốn tiết kiệm sức lực, nhẫn nhịn khi hổ thái tuế hoành hành, chờ đợi khi hùng tam tư thống khổ, chờ sau khi linh hy hoa lạc ấn hoa sen, hóa linh tộc thành ma la già na mới thoải mái thả lỏng. Ít nhất còn có ba cơ hội ra tay, bố trí gì đó cho chính mình trong thế giới thần tiêu. Việc nắm bắt những biến hóa trong các bức chạm khắc hình bông hoa trên vách đá lại xuất phát từ tầm mắt của thiên yêu. Còn cuộc đối thoại không rõ nội dung trên dòng sông thời gian, ông ta cũng không phỏng đoán quá nhiều. Hái quả của hổ thái tuế, hoàn chỉnh bác bộ quỷ thần, hắc liên tự đã đạt được đầy đủ lợi ích trong thế giới thần yêu. Còn mục tiêu ban đầu tri văn chuông. Mặc dù không biết Khương Vọng thoát khỏi sự truy sát của quyển ứng dương như thế nào, tại sao lại vô cớ phóng kiếm vào dòng sông thời gian. Nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp. Thái độ của huyền nam công thao túng chư thần lúc này vô cùng quan trọng. Đương nhiên, ông ta đại diện Hắc Liên Tự ở đây, cổ Nan Sơn cũng đã bị loại triệt để, ưu thế quá rõ ràng. Ngoài ra, mặc dù khuyển ứng dương có chiến tích xấu là để thần lâm chạy mất, nhưng dù sao cũng là một chân yêu, trong tình huống bản thân chỉ có cơ hội ra tay ba lần, ông ta cũng phải cảnh giác. Trong lúc đang suy nghĩ về thế cục, ấn ký hình hoa khắc trên vách đá đã chứa đầy ánh sáng nhạt. Lo ngại sức mạnh của tinh trùng có hạn, không cách nào chống đỡ thị lực thiên yêu, Lúc này dạ Bồ Tát mới giật mình phát hiện ra, những tia sáng nhàn nhạt thưa thất này có liên quan tới đứa con gái nhà họ Chu đã chết kia. Nói đúng hơn thì, có liên quan tới thần thông đỉnh cao của đứa con gái nhà họ Chu. Lan nhân nhứ quả. Đó là dấu ấn thần thông mà Chu Huyền muốn thu về nhưng không kịp thu về. Ánh sáng nhàn nhạt rót đầy ấn ký hình hoa, sau đó có cảnh vách đá nở hoa. Trên vách đá mọc lên một đóa hoa ba nụ, chia làm ba màu vàng, đỏ, trắng trước đóa hoa nở ra từ đá. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc mà lộc thiếu chủ của thần hương hoa hải phóng tới, quyển ứng dương quả thực xấu hổ đến phát hoảng, bèn hét lên với Khương Vọng, đã đuổi ngươi trở về nhận lỗi đền tội, vậy mà ngươi còn dám làm càng. Đúng là người không biết chết là gì thì có thể gan to bằng trời. Ông ta như đại bàng dương cảnh, lao thẳng tới sơn đài. Nghệ thuật ngôn từ đỉnh cao. Động tác còn nhanh hơn cả âm thanh. Khương Vọng có đầy đủ lý do để nghi ngờ cái tên này muốn giết người bịt miệng. Nhưng Khương Vọng hắn là ai? Nói gian to tài trời cũng không hề sai. Bằng không đã chẳng dám xuất kiếm với Vũ Trinh và Nguyên Hy. Mẹ nó chứ sắp bị đám yêu tộc các ngươi giết chết tới nơi rồi, sao có thể không lưng uống gối với các ngươi? Liên quan đến sinh tử, yêu vương cũng giết, chân yêu cũng liều, mặc kệ ngươi là yêu hoàng đại tổ, kéo được tên nào hay tên ấy, chém được một sợi lông cũng phải chém sau khi tri văn chuông tìm đường thất bại cảm giác mông lung mờ mịt còn chưa tiêu tan thân thể hắn đã lập tức đưa ra phản ứng xoay người một cái trường tương tư đâm thẳng vào thân thể thần vương cách đó không xa thân thể thần vương lấy con rối sơn vàng làm thân lấy chất lỏng màu vàng làm áo kia đột nhiên phát ra một âm thanh khàn khàn đau đớn thân thể nổ tung hiện lên những vết nứt ánh sáng thần lực điên cùng trút xuống sự cân bằng thân thể mà huyền nam công vất vả cực nhọc lắm mới xây đắp được bỗng chốc bị hủy đây là thân thể thần vương có cơ hội chứa đựng vị cách của tôn thần vô thượng các chi tiết cấu tạo của cơ thể này phải được vũ trinh đại tổ đã từng siêu thoát nắm giữ một mình huyền nam công không thể tạo ra được thân thể của một tôn thần sự nỗ lực của ông ta đa phần là để tiếp tục kế hoạch của nguyên hy đại đế để tập hợp tích lũy hàng vạn năm của vạn thần hải để duy trì trạng thái cân bằng một cách vi diệu và chờ đợi vũ trinh đại tổ hàng lâm cứ như vậy lúc nào cũng có khả năng sụp đổ cho nên không thể phân tâm dù chỉ một khắc. Muôn khó vạn khổ, chẳng chờ được linh hồn vũ trinh đại tổ trở về hợp nhất với thân thể này, cũng không kịp chọn thần vị từ phong thần đài của Thái Cổ hoàng thành tới sắc phong tạm thời, ngược lại còn ăn một kiếm của Khương Vọng. Trong lúc nhất thời, chư thần trên phong thần đại đều trừng mắt nhìn chằm chằm, nhưng ngại trận pháp, khó ra tay. Hoặc nói cách khác, trước cuộc huyền Nam Công vẫn không nở để thân thể thần vương được bày bố mấy vạn năm mới thành cứ thế bị hủy chỉ đành vừa phân niệm tọa trấn thân thể thần vương, cực lực lấp đầy khe nước trên thân thể của thần, vừa hội tụ thần ý chư thần, nắm chắc thần lực như thác nước, tụ thành một hộ pháp thần tướng kim quang sáng chói. Tuy chỉ là tượng mao thần, tuy có thể tùy tay ngưng tụ, tuy không thể toàn tâm chiến đấu, nhưng đối phó với một tu sĩ thần lâm, thân thể này vẫn dư sức. Hộ pháp thần tướng cầm một chiếc kim qua chùi y trong tay, vừa ngưng tụ xong đã lập tức đập vào lồng ngực Khương Vọng, đánh tan ánh sáng thiên phủ hộ thể và huyền thiên lưu ly công của hắn, đánh gãy xương sườn. Kim qua võ sĩ của đại tề ăn trúng kim qua chù y. Lục phủ ngũ tạng đều bị đánh vụn, xương trước ngực kim vào sau sống lưng. Sự lý giải về chiến đấu của thiên yêu và thần lâm không cùng một cấp bậc, căn bản không thể nào phản ứng kịp. Nhưng có sự hỗ trợ của bất lão Ngọc Châu, trong lúc thân thể bay ngược ra sau, thương thế của Khương Vọng đã lập tức khép lại, thậm chí còn phát ra âm thanh cuồn cuộn như sấm, khuyển đại chân yêu chiếu vân phong nếu công phu trên thay ngươi thật sự lợi hại như ngươi nói khương mổ ta cũng không bay được đến chỗ này hắn vừa vạch trần khuyển ứng dương vừa không người lao về phía ông ta có dám đơn đấu với ta hắn đã quen thuộc với sức mạnh của khuyển ứng dương nhưng cấp bậc diễn đạo thì không thể nắm bắt chưa nói tới hộ pháp thần tướng được tạm thời tạo thành dù chỉ là một con người rơm cầm một cái cành khô hắn cũng không dám tới gần hộ pháp thần tướng do huyền nam công điều khiển vẫn chưa ra tay cùng lúc đó khuyển ứng dương cũng muốn xông tới nhất thời lơ là cảnh giác để khương vọng có cơ hội lên tiếng mặt khuyển ứng dương tối sầm thù cũ hận mới thi nhau trào lên ông ta đỏ mắt nói không ai được nhúng tay ta sẽ giết chết kẻ này trong vòng ba chiêu không biết có phải đầu óc mụ mị rồi hay không hay là vẫn ngấp nghé tri văn chuông bất lão tuyền mà ông ta lại dám ra lệnh cho huyền nam công và dạ bồ tát nhưng trong lúc bay nhanh Khương Vọng thấy còn có thể nói chuyện, bèn lập tức quát lại, có phải yêu tộc hết thanh niên trai tráng rồi không? Sao toàn là cái đám già yếu ra trận vậy? Có dám để thiên bản Tân Vương Lộc Thất Lan của các ngươi ra đơn đã độc đấu với ta không? Lúc này Lộc Thất Lan đã bay về phía vách đá bên đường núi, dường như không nghe thấy. Quyển ứng dương càng không thể nào để ý tới, bắt lấy thần huy từ trong vạn thần hải, đẩy về phía trước, mũi tên ánh sáng trút xuống như mưa. Hiện tại ông ta đã không còn cân nhắc dùng thân thể trong thế giới thần tiêu nữa mà nguyên thần cũng xuất khiếu, mang theo khí thế cuồn cuộn, xông thẳng vào nguyên thần hải của Khương Vọng. Đánh nát thiên khuyết, xé rách lục dục Bồ Tát, một cước dẫm đạp đạo mạch đằng long xuống mặt đất, tiện tay đẩy một cái, quẩn thần điện lập tức mở cửa. Đại điện trang nghiêm cổ xưa này đã không còn uy nghiêm của nguyên thần chân yêu khi trước. Ông ta đường hoàng đi vào, vương tay bắt lấy thân linh thức của Khương Vọng. Giờ khắc này, Thiên yêu Pháp đàn bị chư thần vạn thần hải chiếm cứ Còn có huyền Nam Công ở giữa khống chế Thân ở sườn núi Có chân yêu khuyển ứng dương Thậm chí cả dạ Bồ Tát cũng ở đó Trung chuông mãi vẫn không trung được đường cũ của Vũ Trinh Suy xét một cách lý trí Quả thực Khương Vọng đã không còn lý do gì để phản kháng Dù sao cũng là vô vọng Tất cả mọi cố gắng đều thất bại Tất cả mọi con đường Hoặc là bị chặt đứt Hoặc là không thể đi được nhưng vẫn thử đi thử lại hết lần này đến lần khác đấu không lại quyển ứng dương thì chém thêm một giọt máu của ông ta cũng được không về nhà được thì tới gần phương hướng về nhà một chút cũng tốt ngay khoảnh khắc nhanh như chớp đó trong thế giới thần hồn hết thua lại bại ngoài thế giới thần hồn khương vọng và quyển ứng dương gặp nhau tại vạn thần hải đây vốn là một trận chiến đánh nhanh thắng gọn như quyển ứng dương đã nói nếu ông ta toàn lực xuất thủ trong vòng ba chiêu khương vọng nhất định phải chết trên thực tế, trận chiến giữa thần lâm và chân yêu lẽ ra phải như vậy. Nhưng lúc này, trên thiên yêu pháp đàn tập trung chư thần, vạn thần hải một màu tăm tối vì bị quyển ứng dương lấy đi thần huy bỗng nổi lên ánh sáng vàng rực như bầu trời đầy sao. Ánh vàng kia tựa như vần dương vừa ló dạng, khiến quyển ứng dương bỗng nhớ tới hùng tam tư, nhớ tới đời này thế này thương thứ nhất kia. Hùng tam tư đã chết. Hùng tam tư đã chết, trên đời này đã không còn nhiều bỉnh chương. Linh thân của hắn ta đã vỡ vụn trong vạn thần hải, hắn ta đã thực sự chết đi, chết một cách triệt để. Nhưng thương ý của hắn ta còn chưa tuyệt. Vào thời khắc kiên nhẫn, trầm mặt cuối cùng, hắn ta chôn thay dưới vạn thần hải, để lại một thương cuối cùng. Lần cuối cùng giấu ta trong vô. Chết trước giấu sau, có thể giấu được đôi mắt nhìn thấu mọi thứ của chân yêu. Bởi vì hắn ta thực sự chết đi, trừ khi có ai đó sau khi hắn ta chết rồi vẫn tiếp tục truy ra vạn thần hải tới cùng. Hắn ta không biết đối thủ sẽ là ai. Có lẽ là Chu Huyền, có lẽ là Khuyển Ứng Dương, có lẽ là Dạ Bồ Tát nhưng tóm lại sẽ là một yêu tộc. Hắn ta cho rằng Khương Vọng đã chết, cho nên cũng không trông mong ai đó sẽ giúp hắn ta mang theo lời nhắn. Chẳng qua thương là lá gan của Bách Binh. Sư phụ nói, người dùng thương chỉ có tiếng không có lùi, có đi không có về. Chẳng qua hắn ta là đệ tử của quân thần Đại Tề, Khương Mộng Hùng, sư đệ của đệ nhất quân lược cửu tốt Trần Trạch Thanh, sư huynh của đệ nhất đao khách kế chiêu nam, thiên kiêu Đại Tề, thiên phúc chính tướng. Hắn ta tới thế gian một chuyến, cũng nên lưu lại chút gì cho thế gian. Không để lại gì đó cho nhân tộc, thì để lại cho yêu tộc vậy. Lúc này, thần hải tự như biển sao. Khoảnh khắc quyển ứng dương nhìn thấy những tia sáng vàng đó, mặt trời đã mọc lên ở hướng đông, một cây kim thương đâm tới. Hết thảy vỡ nát, ánh sáng bao phủ. Lập tức xuyên qua bụng. Đây là đời này thế này thương thứ nhất cũng là đời này thế này thương cuối cùng. Như thể định mệnh sắp đặt, tự có luân hồi. Nhát thương này lập tức đánh lui quyển ứng dương, cũng đâm thủng ông ta. Thương này. Vô ý vô niệm vô tâm vô tưởng. Vô ngã, tất nhiên vô địch. Đạo vô ngã là chân truyền Người nhận ra thương này Không tồn tại trên thế gian này Không sao Ngày khác nếu ngươi tới yêu giới Trên đời đã không còn ta Không cần có ta Bên trong vạn thần hải Lúc Hùng Tam Tư đã chết nở rộ quan hoa sau cùng của y Trên vách đá được điêu khắc kia cũng vừa lúc nở ra một đóa hoa Đóa hoa này có ba chồi cùng hợp lại Chia làm ba sắc thái là đỏ, trắng, vàng mà ánh sáng từ nhụy hoa của mỗi chồi tự mình sáng rọi tựa như ảo mộng. Lộc Thất lang do linh cảm mà đến, xài A Tứ lão đảo đi đến. Linh Hy Hoa ở một nơi khác trên đường núi đã trở nên mơ màng. Còn chưa biết kỳ trân, đã lâm vào ảo mộng. Mà dạ Bồ Tát do tinh trùng biến thành cũng mở to mắt, một tay điểm tỉnh Linh Hy Hoa, một tay trực tiếp đưa về phía đóa hoa. Không ủng công Phật gia đã khổ sở đợi chờ ở đây. Lần này ngay cả huyền Nam Công đang cố gắng tu bổ thần vương thân, duy trì cân bằng cũng thông qua tôn hộ pháp thần tướng kia, quay đầu. Tam sinh la nhân hoa. So với hoa này, trận giao phong phát sinh ở vạn thần hải cũng dường như trở nên không còn quan trọng nữa. Thần lâm thì dù có giải dụa thế nào đi nữa vẫn là thần lâm. Chân yêu dù có mất mặt đến cỡ nào thì cũng là chân yêu. Từ khi chân chính xuất thủ đến bây giờ, thực ra khuyển ứng dương cũng chưa từng chịu chút tổn thất nào. Thật của thế giới này ông ta đã động đến, đêm của thế giới này ông ta cũng nắm giữ, thiên kiêu nhân tộc cũng bị ông ta ngược sát qua đủ kiểu, chỉ vì có bất lão Ngọc Châu treo mạng nên chưa chết mà thôi. Khương Vọng dùng hết thủ đoạn, nào là đánh bất ngờ, nào là truyền thừa tiên cung, nào là tri văn chung cũng chỉ đánh nát một giọt máu của ông ta. Thương thế một giọt máu này nên miêu tả thế nào đây? Không trị liệu ngay thì vết thương cũng tự lành. Mãi đến lúc này, khi kim thương đâm vào bụng, ông ta mới thật sự ăn phải thiệt thòi lớn. Phi kiếm tam tuyệt đỉnh được truyền lại từ thời đại phi kiếm đã từng tiếu ngạo thương khung. Duy ngã kiếm đạo, động chân vô địch hướng phượng kỳ bỏ mình, truyền nhân ngoại lâu cảnh treo kiếm ở Lão Sơn, còn đang chăm sóc cơ nghiệp của hảo hữu. Vong ngã kiếm ma si ngốc ngơ ngác, ngẫu nhiên thanh tĩnh, cũng không biết đã dùng sự thanh tĩnh trong chốc lát kia để mưu cầu cái gì. Cho đến giờ xem lại, chỉ có vô ngã kiếm đạo là đi ra một đạo đồ hoàn toàn mới. Khương Mộng Hùng bỏ kiếm luyện quyền, nhiều bỉnh chương hóa quyền thành thương có thể nói là sơn hà có kẻ kế tục một thân bản lĩnh của y đương nhiên không có dũng lực có thể quyền vấn anh hùng thiên hạ như quân thần đại tề nhưng cũng đã đi ra con đường của mình một đòn vô ngã nhất thương chết trước dấu sau này lấy vô ngã tiếp tục vô ngã lấy sự hô ứng ban sơ cuối cùng khiến cho kẻ địch trách cũng không thể tránh ở thế giới thần tiêu y nhận đạo của khương mộng hùng cũng trình bày đạo của chính mình thương này xỏ xuyên qua thân thể chân yêu đã thấy rõ chân bất hủ vô ngã trước lại vô địch sau muốn đánh cho chân của quyển ứng dương thành giả giết quyển ứng dương từ hữu thành vô thương này có sức mạnh trông vùi hết thảy thứ nó đánh nát không chỉ là nguyên lực huyết nhục mà còn có toàn bộ nhận biết toàn bộ tồn tại sử gia ngô trai tuyết từng luận thời đại hàng dĩ nhược tan phi kiếm độc dĩ cường vong ps nghĩa là thời đại bình thường mà yếu nhược đã không còn phi kiếm chỉ truy cầu sức mạnh cá nhân đã vong. Chính là nói thời đại phi kiếm đã từng cực thịnh nhưng cực thịnh tất phản. Thời đại này cuộc khởi chống vánh như sao xẹt nhưng cũng nhanh chóng tiêu vong. Nó chỉ kéo dài 107 năm, lưu lại một luồng sáng chói rực rỡ không thể xóa nhòa trong sử sách. Một ký nói chọn con đường trái ngược nhau cũng là vì muốn tiến về phía trước. Vô ngã nhất đạo thuộc phi kiếm tam tuyệt đỉnh năm đó, đã từng nhất kiếm vắt ngang thiên địa, Quyển ứng dương cùng Khương Vọng gặp nhau trên không vạn thần hải, nhưng trước khi chính thức tiếp xúc bụng của ông ta đã bị đánh thành một lỗ thủng cực đại. Thân, ý, thần đều bị tổn thương. Lần này, thần hồn bị thương, Khương Vọng đã bị bị nguyên thần chân yêu cường thế đánh vào ẩn thần điện, thấy được một thương quan mang vạn trượng này. Thấy được trong đó vô ngã chi thế quen thuộc. Nhớ tới câu tử vu khâu lăng không có tuyết, ta chưa cầm thương đã 13 năm nhớ tới người sư huynh đã thất thủ ở yêu giới chỉ để lại một cây thiều hoa thương của kế chiêu nam kia hắn hoảng hốt hiểu ra vì sao hai vị chân yêu hàng thế phong thần đài nhưng lại chỉ có một quyển ứng dương đuổi theo hắn hắn lại lần nữa nhận biết hùng tam tư mặc dù hùng tam tư đã không còn lúc này không phải là thời điểm tưởng nhớ trong lúc chiến đấu khương vọng cũng chưa từng bỏ lỡ thời cơ một thương vô ngã mới bắt đầu cũng là cuối cùng này của hùng tam tư ngay sau khi đâm xuyên qua phần bụng của quyển ứng dương muốn chôn vùi sinh cơ cũng đồng thời làm tổn hại đến nguyên thần của ông ta sau khi thần lâm sức mạnh thần hồn sẽ hiển hiện ở thế giới bên ngoài cô động như một chính là linh thức đến tận lúc này thần hồn đã có sức mạnh có thể trực tiếp can thiệp hiện thực sau khi động chân lấy linh luyện thần sẽ có thêm bản lĩnh nguyên thần xuất khiếu tâm niệm vừa động thiên địa quay vòng nhưng vì sao nguyên thần xuất khiếu thường là thủ đoạn cuối cùng của cường giả cấp độ động chân, sẽ không dễ dàng vận dụng. Bởi vì nguyên thần vừa đi, nguyên thần hải liền trống, trong lúc chiến đấu ở cấp độ cao mà nói, lúc này thế giới thần hồn gần như không có sức đề phòng. Đối phó với Khương Vọng đương nhiên không thành vấn đề nhưng vừa lúc còn có một thương hoành không xuất thế của Nhiêu Bỉnh Chương. Giờ khắc này, chẳng khác nào khuyển ứng dương đang điều động đại quân, giúp toàn bộ lực lượng, công phạt thành địch, nhưng ở phía sau lại có một đội quân đánh úp tập kích chiếm lĩnh hang ổ đang phóng hỏa hủy nhà lúc này quyển ứng dương có hai lựa chọn một là cố gắng chống đỡ diệt sát thần hồn của khương vọng trước hoặc là cho nguyên thần trở về giải trừ tai họa ngầm của bản thân rồi mới giết địch cũng không muộn trên không trung của vạn thần hải ông ta đưa tay một phát bắt được kim quan tản mạng khắp nơi trong tay toàn là sức mạnh đạo tắc đưa vào bên trong lỗ hổng trên bụng nhanh chóng dảo sát thương ý đang tàn phá bừa bãi kia. Mà bên trong quẩn thần điện của Khương Vọng, nguyên thần chân yêu đã đánh mở đại môn sông vào trong điện, nhanh chóng phi thân ra ngoài. Ông ta chọn cách thứ hai. Không, là cách thứ ba. Nguyên thần chân yêu của ông ta ngay lúc chuẩn bị về lui về, đã tìm về phía xa, bắt lấy thân thể do thần hồn hiển hóa của Khương Vọng, dễ dàng khống chế nó, chỉ trong nháy mắt đã thi triển mấy đạo bí pháp, kéo lấy thân thể thần hồn kia từ trên bảo tọa xuống, giống như kéo một cổ thi thể, kéo ra bên ngoài. Chân yêu động thế, trưởng khống hết thảy. Ông ta muốn bắt lấy thần hồn Khương Vọng, ép hỏi vài bí ẩn của nhân tộc, chẳng hạn như công pháp tương tự với Thanh Văn, lại vừa muốn quay lại thể xác của mình, dưới một thương vô ngã của Hùng Tam Tư, bảo trụ thế giới thần hồn của mình. Nhưng thứ ông ta kéo, cũng không phải là một cổ thi thể. Và đây cũng không phải là lựa chọn ông ta vốn có. Khương Vọng đã ở yêu giới rất nhiều ngày, Hắn đã ở yêu giới vượt qua Tết Xuân của năm 3921 đạo lịch. Cũng ở thế giới trong gương, vượt qua sinh nhật 22 tuổi của mình. Mỗi một ngày ở yêu giới, hắn đều đang đối kháng với thiên ý. Dùng không gian như vỏ ốc làm đạo trường. Không ra được thành ma vân thì cũng cố gắng làm mọi thứ mình có thể làm. Dùng ba yêu tộc hoàn toàn khác biệt là Sài A Tứ, Trư Đại Lực, Viên Lão Tây khai phát ba con đường hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi một con đường, đi đến cuối cùng, đều quấn quanh tử cục. Ám độ trần thương, trốn đến khách sạn Liêm Khê, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể tìm hành về lão trạch xài gia. Hắn đã không ngừng cố thử, cũng không ngừng thất bại, không ngừng thất bại lại không ngừng cố thử. Mà lạc lối vừa lúc là một loại trả lời cho cái gọi là vận mệnh, cho cái gọi là thiên ý. Ta trong lạc lối, ngươi nhập lạc lối vậy. Ta sai hay là ngươi sai? Ai sai? Cho đến khi tiến vào thế giới thần tiêu bố cục của hành niệm thiền sư bố cục của mi tri bản bố cục của lộc tây minh bố cục của kỷ tính không bố cục của thiền pháp duyên bố cục của chu ý bố cục của hổ thái tuế trạm bẫy của huyền nam công và trên tất cả những kẻ này là cuộc trò chuyện vượt qua thời gian mấy vạn năm của nguyên hy đại đế cùng vũ trinh đại tổ cùng dưới những kẻ này là những kẻ bị xem như quân cờ nhưng đều có ý chí riêng như khương vọng hắn cùng hùng tam tư đã đau khổ cầu sinh dãy dụa nhiều năm hơn hẳn hắn thậm chí là cả chân yêu chu huyền khuyển ứng dương yêu vương dương vũ thử già lam chu lan nhược lộc thất lan xà cô dư thậm chí linh hy hoa nếu ngược dòng thời gian tìm hiểu còn có nhất đại thiên yêu hạt hoa đình nếu nhìn xuống còn có những kẻ như sài a tứ trư đại lực viên mộng cực vũ tín chu tranh ngàn vạn mạnh mối giao thoa giống như mỗi một neo điểm đều có vô số tuyến vận mệnh đang dây dưa chỉ tính mỗi việc bày những manh mối này ra thôi cũng đủ khiến người ta hoa mắt ván đầu nhưng bọn chúng lại đang xen cùng một chỗ trải thành một đoạn sông vận mệnh ai có thể cô độc chèo thuyền trong sông này thời gian không gian nhân quả mỗi một con cờ đều là kỳ thủ cho vận mệnh của chính mình mà mỗi một kẻ được gọi là kỳ thủ sao lại không phải là tồn tại cao hơn hẳn một quân cờ lúc đó khương vọng toàn thân đẫm máu vượt qua thiên yêu pháp đàn bay vọt qua thanh đồng cự đỉnh phía trên ngọn lửa đang bốc cao tận trời kia trung vang tri văn chuông nhưng lại không thu hoạch được gì kiếm chỉ dòng sông thời gian cũng không có gì hắn có một loại thất lạc cùng mờ mịt chưa từng có nhưng cũng có một loại tự tại cùng bằng phẳng chưa từng có không phải là ta đã chết chắc cho nên làm được gì thì cứ làm nấy cũng không phải là ta đã thử qua tất cả các khả năng nhưng con đường phía trước quả thực đã bị cắt đứt cho nên cứ như vậy đi mà là vào lúc đó hắn bỗng nhiên hiểu ra được một đạo lý đường ở dưới chân mình. Chẳng lẽ cầm tri văn chuông, tri văn chuông liền nhất định phải có trách nhiệm với khương vọng ngươi, nhất định có thể hưởng ứng đường về nhà của ngươi. Chẳng lẽ tri văn chuông tìm không thấy đường về nhà, con đường kia là không tồn tại. Tri văn chuông tìm không thấy đường về, mình cũng thiếu khuyết tầm mắt, không nhìn thấy phương xa, không biết phương hướng để về nhà. Nhưng nhìn thấy ba thước đất trước mặt thì cứ bước đi tại ba thước đất này đã dưới điều kiện có hạn, đưa ra lựa chọn tốt nhất. Cho tới nay không phải đều là như thế sao? Tuy rằng cuối cùng đều hoàn toàn trái ngược nhưng tại giờ khắc này, ai có thể nói ta không phải đang tiến về phía trước. Tại thời điểm vạn thần ngước mắt, thần hỏa thiêu đốt kịch liệt. Bên trong thiên phong như thế, hắn cảm thấy mình như đang đứng trên một bàn cờ lập thể, trên dưới trái phải thậm chí mỗi một góc nhọn đều là vô số đầu nhân quả. Dắt một phát, động toàn thân. Mỗi một lựa chọn, đều liên quan đến vận mệnh hắn thấy được đúng thấy được sai cũng xem xét lại nhìn đúng cùng nhìn sai của bản thân mình lạc lối của hắn đã hiểu biết viên mãn có thể nở hoa nhưng thời gian chính xác lại không phải là thời khắc kia tiền đề để khống chế lạc lối là nếu có thể nhận biết lạc lối hiểu rõ bản thân nhận biết đúng sai hắn hiểu rất rõ rằng dù lạc lối nở hoa cũng rất khó dao động chân yêu đây là là phán đoán được đưa ra dựa trên hiểu biết đầy đủ về quyển ứng dương. Còn đối với Huyền Nam công, dạ Bồ Tát trên đường núi bên kia thì là nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong quá trình đối kháng với thiên ý yêu giới, hắn đã nhận thức được rõ ràng rằng thiên ý chưa từng và cũng không thể chi phối hay tác động trực tiếp lên kẻ nào hoặc việc nào đó nhưng có rất nhiều việc trùng hợp va chạm lẫn nhau, sẽ có thể dẫn xuất biến hóa thuận theo kết quả mà thiên ý muốn. Lạc lối đương nhiên là dẫn đường trong lúc mục tiêu lựa chọn dẫn mục tiêu đi về phía lựa chọn sai lầm nhưng chưa chắc chỉ có thể ứng dụng như thế. Tựa như, lúc trước, trong khách sạn Liêm Khê, hắn đã bảo xài A Tứ trước khi rời khỏi phòng, cố ý nhìn lên nóc nhà một chút, bởi vậy đã tự nhiên dẫn phát sự nghi ngờ của viên mộng cực, tiếp đó hắn tự nhiên dùng lạc lối dẫn dắt viên mộng cực dò xét gầm giường. Tựa như nhiều lần đối mặt với Chu Lan Nhược, hắn không vận dụng lạc lối, thậm chí lạc lối có lẽ cũng khó có thể rung chuyển lan nhân như quả nhưng dưới sự áp bách trong chiến đấu của hắn chu lan nhược lại không thể không ra tay gắn tiếp nhân quả thậm chí giúp hắn tìm đường sống trong chỗ chết những chuyện này kỳ thực hắn vẫn đang làm duy chỉ có giờ phút này giờ khắc này tại thời gian chính xác địa điểm chính xác hắn thúc giục thần thông bên trong nội phủ thứ hai viên hạt giống màu trắng đen kia chậm rãi nở hoa mọi thứ chỉ bình lặng diễn ra như vậy hầu như chẳng hề có một tiếng động ngay cả trong ngũ phủ hải cũng không hề có chút gợn sóng nào thậm chí nội phủ thứ hai cũng không ngoại hiển ánh sáng thần thông cũng chẳng hề lóe lên thậm chí ngoài thân trên bầu trời vạn thần hải bởi vì thân thể thần hồn hiển hóa bị tóm nên thiên kiêu đại tề khương thanh dương đờ đẫn trong nháy mắt vẫn tiến về phía trước theo quán tính vô thanh vô tức nhập lạc lối mà không hề biết thân đã ở trong lạc lối lạc lối là khiến đối thủ đưa ra lựa chọn sai lầm trong những lựa chọn đã có còn lạc lối sau khi nở hoa lại có thể trực tiếp cho mục tiêu một lựa chọn mới đương nhiên thần thông thành công hay không thì còn phải tùy theo từng trường hợp từng người mà khác nhau ngay lúc quyển ứng dương vừa phải chịu một thương vô ngã ở cấp độ động chân của hùng tam tư miên thần bị thương nóng lòng trở về này khương vọng dùng lạc lối đã nở hoa tạo nên một lựa chọn nho nhỏ phía trên lựa chọn trở về của ông ta đó là thuận tiện khống chế thân thể do thần hùng hiển hóa ở cấp độ thần lâm của hắn mang đi luôn lúc này khuyển ứng dương đã bị thương nặng lại còn là mục tiêu mà hùng tam tư muốn từ có xóa thành không nên vẫn đang phải đối kháng với sức mạnh từ một thương kia của hùng tam tư điều này giúp lạc lối có không gian để sản sinh ra hiệu lực đương nhiên khả năng để lạc lối thành công bên trong nguyên thần hải đã nhận được sự khuếch đại gia tăng thêm một lựa chọn nho nhỏ trong chỗ này đối với khuyển ứng dương mà nói cũng không nguy hiểm bởi vì nguyên thần của ông ta đang chiếm cứ ưu thế áp đảo về mặt lực lượng, ông ta quả thực có thể dễ dàng khống chế thân thể do thần hồn hiển hóa của Khương Vọng, cũng quả thực đã khống chế. Thế nhưng, cô cô cô, cô cô cô. Bên trong nguyên thần hải vang lên tiếng nước tịch mịch. Ngay lúc nguyên thần chân yêu khuyển ứng dương, kéo lấy thân thể do thần hồn hiển hóa của Khương Vọng đi ra khỏi tòa uẩn thần điện cao lớn uy nghiêm, phía trên cánh cửa này phát ra tiếng nước róc rách trên trời rơi xuống thác nước chảy bất lão tuyền hiển hiện bên trong trong nguyên thần hải xối đầy người quyển ứng dương dòng nước chảy xiết bao phủ ông ta trong nháy mắt cuốn lấy ông ta cùng thần hồn khương vọng mà ông ta đang kéo đẩy về bên trong quẩn thần điện ầm uhm. cửa điện đóng lại bên trong toàn bộ quẩn thần điện đều là nước chảy xiết quyển ứng dương cùng khương vọng đều là thuyền cô độc trong đó khác biệt chính là thân thể do thần hồn hiển hóa của khương vọng mặc dù bị địch thủ bị quản chế nhưng hắn lại là phong của dòng nước chảy này là chủ nhân của bất lão tuyền tuy biến cố này đột nhiên phát sinh tuy quyển ứng dương vẫn còn đang chống cự thương thế nhưng nguyên thần của ông ta vẫn kịp thời đưa ra phản ứng vung tay lên lấy thần niệm làm kiếm muốn ngay lúc nghiền nát thần hồn của khương vọng cũng đồng thời dùng cách cường công để trở về nhưng dưới tay lại trống không trước khi thần niệm kiếm của quyển ứng dương chém xuống thân thể do thần hồn hiển hóa của khương vọng đã nổ tung trước một bước. Những cấm chế mà khuyển ứng dương gia thân lên người tên tù phạm này giống như đau gắt lên cổ, khóa trói cổ tay, nhà tù giam cầm thân thể. Nhưng tên tù phạm kia, tự hủy. Ý niệm thống khổ, ý niệm giết địch, ý niệm cầu sinh, ý niệm nhớ người thân, quê nhà, cố nhân. Thân thể do thần hồn hiển hóa đã chuẩn bị sẵn sàng kia, nổ thành từng viên ý niệm long lanh óng ánh, phức tạp khó mà tính toán được. Chỉ một hơi giả sinh diệt ngàn vạn bây giờ tràn ngập nơi này. Tiên thuật, niệm đầu Lúc trước, trong chiến đấu, Khương Vọng đã lấy tiên thuật niệm đầu tọa nhĩ giải quyết vấn đề mấu chốt nhất liên quan đến thuật của thanh văn tiên điển, tái hiện nhĩ tiên nhân mà vạn tiên triều bái đã miêu tả. Giờ phút này, hắn trực tiếp nổ thân thành vạn niệm, mang theo tiên thuật niệm đầu khó mà tính toán này, bành trướng đến cực hạn, banh tạc trên người khuyển ứng dương ở khoảng cách gần, từ đó sinh ra công kích nhất niệm ngàn vạn lần thần hồn của tu sĩ thần lâm so với nguyên thần của chân yêu ở giữa còn cách một hàng rào trắng trắng nhưng bầy kiến cũng có thể cắn chết voi trước lúc này khương vọng tuyệt đối không dám làm như thế vì ngay lúc thân thể do thần hồn hiển hóa phân giải thành vô số tiên thuật niệm đầu nổ tung hắn cũng sẽ phải bỏ mình nhưng giờ phút này uẩn thần điện trở thành một tòa bất lão tuyền khác chủ nhân của bất lão tuyền đang ở bên trong bất lão tuyền cái gì gọi là cải tử hoàng sinh chân yêu cũng thêm tuổi thọ. Nếu chỉ là khép lại thương thế, tu bổ máu thịt thì không thể nào hồi sinh được người chết. Năng lực có thể khiến người chết sống lại, có thể đồng thời tác dụng ở nhục thân, thần hồn. Giống như lần đầu tiên hắn được bất lão tuyền tưới tắm, chỉ trong chớp mắt giả huyết khí sung mãn, thần hồn như lúc ban đầu, mới có thể quét ngang chiến trường, chém giết thiên kiêu đỉnh cấp chu lan nhược. Bên trong quẩn thần điện trong nguyên thần hải mà người ngoài không cách nào nhìn thấy, ngàn vạn tiên niệm vỡ nát quanh kích nguyên thần chân yêu. Rồi lại có ngàn vạn tiên niệm khôi phục. Tiên niệm gần như vô tận ào đến rồi lại tan biến đi. Quyển ứng dương đang nghe truyện trên TV audio CV giống như đã lâm vào một vòng luân hồi, bị động thừa nhận tiên niệm anh kích vô số lần. Cứ tiếp như thế, cũng không biết sức mạnh của bất lão tuyền hao hết trước hay vẫn là nguyên thần chân yêu hao tổn sạch sẽ trước. Một ý nghĩ sai lầm, vào tới lạc lối vậy tam sinh lan nhân hoa là hoa gì tất cả yêu vương tham dự thần tiêu cục đều không có tư cách biết cho dù là chân yêu đương thời như quyển ứng dương cũng chưa từng thấy hay biết được nhưng chỉ cần biết một chuyện thái cổ kinh truyện từng có ghi chép đại tổ quyển tộc xài giận từng tranh đoạt hoa này với doanh doãn niên của nhân tộc tuy văn kỳ sự nang minh kỳ trân ps dịch tuy đã từng nghe nói đến nhưng khó hiểu được sự quý giá của bảo vật nhưng xài giận là tồn tại bực nào? Ông ta không giống Nguyên Hy Đại Đế, Vũ Trinh Đại Tổ, phải tìm ngược về mấy vạn năm trước. Mà là người cuộc khởi trong những năm đạo lịch mới mở của nhân tộc, nếu so sánh với hạt hoa đình đã bố cục sâu trong bất lão tuyền, cũng được xem là một thanh niên. Nhưng mà hai chữ xài giận này cũng đã từng lưu lại danh hào trong chính sử sử đao tạc hải của nhân tộc. Mặc dù trong quyển thứ nhất của cảnh lược chỉ có một câu ghi chép, được dùng diễn tả sơ lược những công tích vĩ đại của cảnh Thái Tổ, Thái Tổ Trấn Yêu, chín năm lui xài giận. Phải biết, trong những ghi chép này, so sánh với công tích chín năm lui xài giận, chính là 7 năm trục hổ. Chính là đánh lui toàn bộ chủ lực của hổ tộc trên chiến trường, cảnh Thái Tổ cũng chỉ dùng thời gian 7 năm. Nhưng đánh lui một xài giận lại bỏ ra ròng rã 9 năm. Xài giận này rốt cuộc là cường giả bực nào, mà cảnh Thái Tổ phải dùng đến thời gian 9 năm để đối phó ông ta, trong thời gian 9 năm này, lại có những gợn sóng ầm ĩ nào. Bên trong sử đao tạc hải cũng không ghi lại quá nhiều. Những chuyện xưa thế này thường thấy trong sử sách nhưng chỉ được ghi chép qua loa, không giống nhau, có lúc thậm chí còn mâu thuẫn lẫn nhau. Mà sách sử của cảnh quốc vốn do họ tự quyết định, trong đó còn thường miêu tả cảnh thái tổ uy vũ thế nào, thông thiên ra sao, có điều những thứ này cũng không được công nhận rộng rãi. Nhưng sự cường đại của sài giận là không thể nghi ngờ. Như vậy, doanh doãn niên đã từng tranh đoạt tam sinh lan nhân hoa với sài giận là người thế nào? Cũng không cần phải giới thiệu gì khác. Chỉ cần biết người này đã thành lập một quốc gia tên là Tần ở Tây Cảnh trong hiện thế. Là thứ mà cả loại tồn tại như sài giận cùng doanh doãn niên đều muốn tranh đoạt, giá trị của tam sinh lan nhân hoa tất nhiên là không thể nghi ngờ. Hoa này có ba chồi cùng hợp lại, phân thành ba sắc vàng, đỏ, trắng, đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai theo truyền thuyết kẻ có được hoa này có thể nắm giữ nhân quả quán thông tam sinh trên vách đá ở con đường núi thuộc thế giới thần tiêu sao lại có khắc đồ án này rốt cuộc là do ai để lại vì sao lại dẫn phát từ cái chết của chu lan nhược hơn nữa còn thỏa mãn điều kiện gì mới có thể nở rộ những vấn đề này đều vô cùng quan trọng nhưng cũng đều tạm gác lại để về sau tìm hiểu trước mắt là phải hái được hoa rồi lại nói Tiểu yêu khuyển tộc này không có bối cảnh gì to lớn nhưng có lẽ cũng có chút chuyện xưa, cứ để Linh Hy Hoa cản lại trước đã. Tiểu tử lộc gia trời sinh linh cảm, biết cái gì là bảo bối, tới cực nhanh. Mặc dù thực lực thấp nhưng cũng cần phải đề phòng thủ đoạn của lộc Tây Minh. Còn có bên kia, khuyển ứng dương đã bị một thương của Hùng Tam Tư làm trọng thương, dù sao cũng là chân yêu yêu tộc, đã không còn sức tranh đoạt cũng không cần phải để cho hắn ta chết vừa lúc thuận tay thu hồi tri văn chung cùng bất lão tuyền việc tam sinh lan nhân hoa nở không thể gạt được huyền nam công nhất định phải để lại một phần lực ứng đối với ông ta thậm chí nếu huyền nam công từ bỏ thần vương thân mà đến một phần thực lực này cũng khó mà ứng đối được chẳng bằng chia cho huyền nam công một tòa bất lão tuyền lại ủng hộ cho phong thần đài của ông ta một chút dùng việc này để trao đổi bởi lẽ tinh trùng chỉ có một con nên trước mắt không thể tải được lực lượng thiên yêu chỉ còn tổng cộng ba lần xuất thủ dạ bồ tát tính toán tỉ mỉ muốn mỗi một lần xuất thủ đều phải thể hiện được đầy đủ giá trị suy nghĩ này mặc dù nan giải nhưng cũng chỉ trong nháy mắt là xong ngón tay vừa gõ đầu trọc linh hy hoa nhận liên hoa giới đã như một mũi tên trương dương trong không trung bay thẳng đến sài a tứ đang lao lên đài sơn tiểu yêu ở phía trước cấm đi kẻ trái lệnh giết đối phó với khương vọng hắn ta phải tránh trái né phải nhưng đối phó với sài a tứ hắn ta lại mang theo thế tới như mảnh hổ cùng lúc đó một cái tay của dạ bồ tát được phủ lên một lớp phật quan trực tiếp phong tỏa phụ cận muốn hái đoá tam sinh lan nhân hoa kia một ngón tay điểm qua linh hy hoa đã thu về thành trưởng dò về phía xa trực tiếp đẩy lộc thất lan đang bay nhanh tới ra xa ngàn trượng mà không bị thương chút nào thế trưởng không ngừng lại giáng lâm vạn thần hải bao phủ lên phần trống rỗng trên ngực bụng của khuyển ứng dương, tách rời vô ngã thương ý còn lưu lại trên đó, lại biến trưởng thành trảo, bao cả khương vọng lại vào bên trong, vừa muốn bắt lấy nguyên thần của khuyển ứng dương. Lại vừa muốn cắt đứt mối liên kết giữa tri văn chung với khương vọng, bóc bất lão tuyền ra khỏi hắn. Một trưởng này có tới bốn tác dụng, để lui lộc thất lan, cứu khuyển ứng dương, đoạt tri văn chung, phân bất lão tuyền, phân chia một phần lực đến cực hạn, tính toán tỉ mỉ tới cực điểm khiến cho huyền nam công nhìn thấy cũng phải nhíu mày kỹ tính không này ở Hắc liên tự có phải chuyên quản việc sổ sách thu chi không đương nhiên nguyên nhân chính khiến huyền nam công cao mày vẫn là thỉnh cầu giao dịch của kỹ tính không ông ta có hơi chần chờ với chuyện này sự ủng hộ của Hắc liên tự đối với phong thần đài cùng việc chấp tay nhường bất lão tuyền đáng để ông ta phải chần chờ thế giới thần hồn là một nơi một hơi có thể phát sinh vạn biến hóa chỉ trong nháy mắt chần chờ ở nơi này đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Cũng giống như việc khuyển ứng dương và khương vọng đã phát sinh rất nhiều tranh đấu trong quẩn thần điện của hắn, thì ở bên ngoài sài A Tứ còn chưa nháy mắt xong. Bên trong quẩn thần điện sóng lớn mãnh liệt, ngàn vạn tiên niệm oanh kích không ngừng. Nếu đổi thành bất kỳ một yêu vương nào khác, đối mặt với cục diện mà khuyển ứng dương đang phải đối mặt, có lẽ đã phải ôm hận tại đây. Sát lực như thế đã vượt xa cực hạn của thần lâm, cũng không phải là thứ yêu vương có thể với tới. Nhưng khuyển ứng dương dù sao cũng là khuyển ứng dương, kẻ phải tiếp nhận oanh kích bên trong tòa uẩn thần điện này, chính là nguyên thần của chân yêu. Tại thời điểm ngàn vạn tiên niệm nổ ra đợt sóng thứ hai, khuyển ứng dương đã nhanh chóng đưa ra quyết định, phân nguyên thần chân yêu thành hai, một trong một ngoài. Một nửa lực lượng nguyên thần kết thành sát ngoài, chủ niệm chân chính thì giấu ở bên trong. Để mặc cho sát ngoài bị ngàn vạn tiên niệm oanh kích không ngừng, không ngừng bị tiêu hao. Chủ niệm thì vào trong thiết đàn bày trận, cảm ứng từ xa ở bên ngoài tuy có ngàn sóng trùng điệp nhưng bên trong lại không mấy ảnh hưởng sự kết nối giữa nguyên thần cùng nhục thân chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành của thân thể còn đang chống cự với thương ý vô ngã kia chỉ trong chớp mắt đã trở nên trong suốt máu thịt gân xương đều có thể thấy rõ ràng vô số tia sáng không có điểm dừng liên tục bắn ra bên ngoài bên trong nguyên thần hải của khương vọng có ánh sáng xuyên qua ánh sáng này chỉ có một chùm chẳng chút trở ngại đã xuyên thấu uẩn thần điện mà không bị nước của bất lão tuyền ngăn cản, không bị tiên niệm của khương vọng cách trở, thậm chí còn dễ dàng xuyên thấu qua sát ngoài nguyên thần chân yêu kia, rơi vào bên trong. Bởi vì nó là sức mạnh không thuộc về thần hồn, cũng không thể quy về khí huyết đạo nguyên, mà là một loại đạo tắc. Một phần nguyên thần chân yêu dấu bên trong sát ngoài kia quả quyết bước vào trong ánh sáng. Quyển ứng dương vận dụng sức mạnh đạo tắc, dùng ánh sáng bắt cầu, đã thông thế giới thần hồn cùng thế giới hiện thực, tiếp dẫn nguyên thần trở về. Mặc dù bất lão Ngọc Châu đã tiêu hao rất nhiều, rất nhiều lần cũng từ xanh chuyển thành trắng nhưng ông ta cũng không định dùng tính mạng của mình lưu lại đây để đặt cược. Lựa chọn đầu tiên vẫn là tránh đi sự điên cuồng lần này của Khương Vọng. Ông ta có đầy đủ thời gian, cũng có đầy đủ ưu thế. Chỉ vì một thương này của Hùng Tam Tư mà không thể chiếm được ưu thế hoàn toàn mà thôi. Vào đúng lúc này, Vách đá nở hoa, dạ Bồ Tát đưa tay tới. Giữa hai người, Lộc Thất Lan thì lập tức bị đụng bay, khuyển ứng dương thì bởi vì đã điều động sức mạnh đạo tắc đi tiếp dẫn nguyên thần khiến vết thương ở phần bụng không ngừng mở rộng. Hiện giờ, dưới ánh sáng của Phật Quang Phổ Chiếu đã bắt đầu khép lại, sức mạnh, vô ngã kia cũng đang từng bước bị khu trục. Đây cũng không thể nói là chuyện tốt. Bởi vì dù không có dạ Bồ Tát hỗ trợ, khuyển ứng dương cũng có thể giải quyết khốn cảnh hiện tại. Hơn nữa, sự hỗ trợ của dạ bồ tát cũng không phải vô điều kiện một chữ này của dạ bồ tát thăm dò qua tri văn chuông bất lão tuyền cũng đều bị mang đi nếu như là ông ta ở thời kỳ toàn thịnh đối mặt với dạ bồ tát chỉ được cung cấp lực lượng bởi một con tinh trùng dù thế nào ông ta cũng sẽ có chút sức phản kháng nhưng bây giờ thôi vậy trước thủ đoạn của thiên yêu hắc liên tự lộc thiên tôn cũng không thể nói ta không làm hết sức quyển ứng dương thầm thở dài trực tiếp buông bỏ lực lượng, để lại cho Dạ Bồ Tát không gian dễ dàng ra tay. Biểu hiện quả quyết như thế cũng có thể xem như là một chân yêu thức thời. Giờ phút này, nhục thân của Khương Vọng gần như đã hoàn toàn tạm dừng, chỉ còn hơi chuyển động theo quán tính, toàn bộ tâm lực đều đang bùng nổ cùng với tiên niệm, chủ đạo hành động thần hồn công kích ngàn vạn lần chỉ trong chớp mắt kia. Lúc này, nếu như bất lão tuyền bị bóc ra, Khương Vọng sẽ chết ngay lập tức chứ đừng nói gì đến việc một bộ phận nguyên thần của quyển ứng dương đã đạp vào cầu ánh sáng, lực lượng của dạ Bồ Tát cũng đã rót vào nơi này, đang dệt màn đêm. Nhưng cũng chính vào thời khắc này, bên trong nguyên thần hải của Khương Vọng bỗng nhiên có tuyết rơi. Bông tuyết bay bay như múa. Cực đẹp, cực lạnh. Đông dết vạn vật, tuyết rơi cầu ánh sáng. Thời gian quay lại nửa hơi trước đó. Ngay lúc hình khắc trên vách đá nở hoa, ở sườn núi của thần Sơn, bên trong cái ao vốn chứa bất lão tuyền giờ đã khô cạn chợt có một luồng sắc thái đỏ rực lộng lẫy ngưng tụ đó là cẩm tú mà khương vọng đã giật xuống lúc hấp hối nó vốn nên tiêu tán nhưng lại không tán đi mà giờ khắc này nó lại bay thẳng lên tự như đã mở thành một tấm lụa nằm vắt ngang chẳng khác gì một cây cầu vồng vượt thế giờ phút này chân trời vẫn có tuyết bay đó là tuyết vẫn chưa tan hết từ một kiếm thiên hạ đều đông kia của khương vọng tuyết rơi trên cầu vồng cảnh đẹp như vậy từ nơi sâu xa dường như có một luồng sức mạnh bị kích thích ở thế giới này toàn bộ tuyết toàn bộ lạnh giờ khắc này có chúa tể trưởng khống phía trên cầu vồng hóa sinh ra một nữ nhân xinh đẹp vô cùng nhưng cũng mỏng manh dễ nát như lưu ly đông hoàng tạ ai bởi vì thế giới thần tiêu có vị trí xác thực nên khó mà bắt giữ trong vũ trụ mịt mờ cũng bởi vì thiên ngoại vô tà tồn tại nên tất cả thủ đoạn bên ngoài đều rất khó nhập thế chỉ có thể đi theo con đường đã trải sẵn trước khi thiên ngoại vô tà, bởi vì những con đường này đều được thế giới thần tiêu tán thành trước khi vô tà nên không bị tính thành thiên ngoại. Nàng ta không thể trực tiếp giáng lâm thế giới này, chỉ có thể bảo vệ cẩm tú của hứa tượng càng, đi theo con đường của cẩm tú, mượn nhờ liên hệ trong cõi u minh kia, giáng lâm lực lượng của mình trong thế giới này. Chuyến này dĩ nhiên không phải vì khương vọng. Nàng ta hóa tuyết thành thân, ở phía trên cầu vòng, đưa tay dò đến gần tam sinh lan nhân hoa, đụng vào bàn tay lớn của dạ Bồ Tát, trực tiếp hất bàn tay bóng đêm kia ra. Nàng ta đã phát hiện tam sinh lan nhân hoa sớm hơn, cũng chuẩn bị sớm hơn dạ Bồ Tát, vẫn luôn đang chờ hoa nở, vậy nên mới có thể đi sau mà đến trước. Cùng lúc đó cũng dùng chỉ làm kiếm, quay ngược, vạch một cái về phía Khương Vọng. Nàng ta và Khương Vọng cũng không thể tính là quen biết, càng không có giao tình cũng không cần phải bận tâm đến tâm tình của hứa tượng càng thậm chí tin Khương Vọng chưa chết, nàng ta cũng không thông báo cho Tề Quốc. Nhưng bởi vì đường nàng ta đi là đường mà Cẩm Tú đến, cho nên nàng ta nhất định phải bảo đảm Cẩm Tú còn tồn tại, phải bảo đảm là Khương Vọng, đến yêu giới du lịch. Chí ít. Trước khi nàng ta đắc thủ, nhất định phải như thế. Nếu không liên hệ gãy mất, thì nàng ta sẽ bị buộc phải trở về ngay lập tức. Một nhát kiếm chỉ này quá chí mạng. Bên trong mắt trần mà yêu vương như Linh Hy Hoa có thể thấy, chỉ thấy được một sợi kiếm khí trắng như tuyết lướt qua cực nhanh, lướt thành một cái bình phong năm điểm sáng trước nhục thân của Khương Vọng, ngăn cách một trảo kia của dạ Bồ Tát đột kích. Mà bên trong thế giới thần hồn, tấm màn đêm do dạ Bồ Tát dệt nên bị cắt chỉ trong nháy mắt, cầu ánh sáng do khuyển ứng dương tạo nên cũng chất đầy tuyết trong nháy mắt. Nguyên thần đang muốn trở về thân, chưa kịp bố trí phòng vệ kia của khuyển ứng dương trực tiếp bị đông cứng ở nơi đó. Đáng thương thay cho ông ta, từ bỏ tranh đoạt, chắp tay nhường ra bất lão tuyền cùng tri văn chuông nhưng dạ Bồ Tát vì muốn thu về lực lượng để đối kháng cường địch, cướp đoạt tam sinh lan nhân hoa nên đã từ bỏ ông ta. Bên trong nguyên thần hải, ngay thời điểm có tuyết bay, vô tận tiên niệm diệt mà sinh, sinh mà diệt lúc này cũng đã đánh tan sát ngoài nguyên thần của quyển ứng dương, đi dọc theo cầu ánh sáng đuổi giết đến nơi đây, như một đợt sóng lớn bao trùm lên, cuốn lấy phần nguyên thần còn lại này của quyển ứng dương về bên trong quẩn thần điện. Rầm rầm rầm, Rầm rầm rầm. Cả tòa ẩn thần điện gần như bị lay động kịch liệt. Thế giới thần hồn vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc nhưng ở thế giới bên ngoài thì vẫn lặng im không gây tiếng động. Thế nhưng là nguyên thần của một vị chân yêu đương thời, bên trong tiếng nổ kinh khủng này, từng bước từng bước vỡ vụn. Trong mắt phải của Sài A Tứ, bên trên vạn thần hải có mây mù cuốn quanh kia, thân thể sắp đâm vào bình phong bằng băng của Khương Vọng theo quán tính, đột nhiên trở nên linh hoạt, ánh sáng bất hủ lần nữa quẩn quanh hai con ngươi. Ánh mắt chỉ vừa chiếu, bình phong bằng băng trước mặt đã tan đi. Mà bàn tay trái thon dài hữu lực của hắn đã rơi vào bên trên má phải của quyển ứng dương, trở tay đẩy ra, đẩy chân yêu đương thời này sang một bên. Cũng xóa đi sinh cơ sau cùng bên trong cổ thân thể chân yêu này. Thi thể chân yêu đã chết nguyên thần, vẫn còn một lỗ to trước ngực kia cứ như vậy rơi xuống vạn thần hải, bị biển mây vùi lấp, giống như hùng tam tư trước đó. Thấy cảnh này, vì sao chỉ là một con mắt của Sài A Tứ? Bởi vì con mắt còn lại của gã, lúc này đã không còn nằm trong tầm khống chế của gã nữa. Gã lần theo cảm xúc khó hiểu trong lòng, lão đảo lao xuống đường núi, vừa lúc chạm phải công kích của Linh Hy Hoa. Đối phương mặc dù đã gãy một cánh tay nhưng lại là linh tộc Ma La Già Na, khí thế như hồng. Sài A Tứ tự biết, nếu không có chỉ điểm của vị thượng tôn kia, đến cả hội đấu võ kim dương đài gã cũng không lên nổi chứ đừng nói đến việc tranh phong với dạng yêu vương như linh hi hoa mặc dù hiện giờ gã đã không còn nhát gan sợ sệt nữa nhưng cũng không có ý nghĩ muốn đi tìm chết mặc dù thượng tôn đã chạy nhưng hắn vẫn đã đốt lên một luồng lửa trong nội tâm của gã tán thành gã là một yêu tộc có bản lĩnh gã còn có một cô nương tốt như viên tiểu thanh yêu thương sao có thể nói là không còn gì được Khương vọng kia có thể nhiều lần trảm giết thiên kiêu dưới sự bao vây chặn đánh của cả đám yêu vương, hiện giờ thậm chí còn giết được cả một chân yêu, tạo nên kỳ thích. Ai có thể nói là xài A tứ gã không thể sáng tạo khả năng kia chứ? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để sáng tạo khả năng là còn sống. Tựa như khương vọng kia cũng là một kẻ tốt số biết trốn chạy vậy. Xài A tứ gã cũng là người đã từng khổ luyện thân pháp. Linh Hy Hoa nói tiểu yêu cấm, kẻ trái lệnh chết gã cũng không cảm thấy mình bị mạo phạm. Dù sao, bây giờ gã đã không phải là thiên kiêu có tương lai chắc chắn là đại đế, cũng không còn lực lượng có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết một yêu vương, Linh Hy Hoa quả thực có thể quát vào mặt gã như thế. Người tên là Khương Vọng có thể đánh cho Linh Hy Hoa phải chạy trối chết kia đã không còn liên quan gì đến gã nữa. Gã thật sự không muốn tiến lên, muốn cứ như vậy quay người đi nhưng hai chân lại giống như có ý nghĩ của riêng nó. Gã muốn nói gì đó, giải thích gì đó thế nhưng lại không há miệng nổi. Giống như gã không biết vì sao mình lại bị đóa hoa kia dẫn động, vì sao lại nhớ tới gia gia, nhớ tới nhà của mình, vì sao trong mắt lại chảy xuống lệ. Mắt phải của gã nhìn biển mây đang bay lên, nhìn người tên là Khương Vọng kia, nhìn hộ pháp thần tướng trên thiên yêu pháp đàn đang xé không mà đi. Mắt trái của gã nhìn Linh Hy Hoa, nhìn tấm màn Linh Diễm đang bay múa. Cũng nhìn bàn tay đang nắm chặt cây kiếm trĩ của mình, bỗng nhiên nhảy lên, xẹt qua thành một quỷ tích phức tạp khó hiểu trên không trung, sẽ lấy linh diễm. Cây kiếm rỉ này tùy ý lắc một cái, trực tiếp quạt vào mặt linh hy hoa, đập bay vị ma la già na này ra xa mấy trăm trượng. Gã cũng nghe thấy trong miệng mình phát ra một tiếng quát vô cùng uy nghiêm. Cúc! Sài A Tứ đã từng mơ mộng vô số lần, tưởng tượng mình có thể uy nghiêm như thế. Nhưng kẻ yếu đến cả phẫn nộ cũng là điều buồn cười. Một chữ cúc cũng không đủ hung ác nhưng mà có một cái tác đập bay linh hi hoa kia giải thích liền thể hiện đủ bi nghiêm lúc này gã cảm nhận được bản thân mình đang dùng cách thức ẩn thân vào thị giác của người xem vừa kỳ quái lại vừa lạ lẫm như vậy lúc này gã vẫn còn có thể cảm nhận được mắt miệng mũi tứ chi thậm chí cả khí huyết đạo nguyên của mình nhưng mọi thứ của cổ thân thể này gã đã không còn có thể tự do điều khiển chỉ còn có con mắt phải là để lại cho gã giống như cửa sổ của một gian nhà tù cũng là tự do còn sót lại của gã. Thân bất do kỹ, chẳng khác nào con rối xem diễn. Kỳ quái là, trong lòng của gã lại chẳng hề sợ hãi. Nếu như nhất định phải nói, vị trì vân sơn thần đã lâm vào ngủ say vĩnh hằng kia rốt cuộc đã dạy cho gã điều gì, gã nghĩ hẳn là ba chữ, đi đối mặt. Cho nên, gã mở to con mắt này, nghiêm túc nhìn kỹ mọi thứ trong tầm mắt, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, cũng nghiêm túc cảm thụ được, của thân thể này đang phát sinh biến hóa mà giờ khắc này, cảm nhận của Linh Hy Hoa. Chỉ có hai chữ ngơ ngác. Hắn ta đã bị một cây sắc trĩ đánh cho hoàn toàn ngơ ngác. Quyết đấu với Khương Vọng, hắn ta còn có thể biết mình thua ở chỗ nào, nếu có thể làm lại một lần, chắc chắn sẽ biểu hiện tốt hơn. Nhưng một cái đập này của Sài A Tứ lại đập cho hắn ta hoang mang lo sợ. Hắn ta không biết Linh Diễm đã bị xé ra như thế nào, không biết phòng ngự của mình bị xé ra như thế nào, không biết vì sao cây kiếm rỉ kia có thể đập vào mặt mình. Hắn ta chỉ biết rằng, dù có làm lại ngàn lần, vạn lần thì cũng không thể tránh được. Hắn ta che nửa bên mặt gần như đã bị đập nát, thuận theo bay ngược ra bên ngoài, trong ánh mắt không dám có oán hận, cũng không dám nhìn xài A Tứ. Hắn ta chỉ thấy, đóa hoa nở rộ trên vách đá dựng đứng kia, tràn ra từng tầng sóng. Bóng đêm trên đó dần bị cởi ra, màu tuyết dần sâu hơn. Đây là sự va chạm của hai loại đạo tắc. Lại tại một thời khắc nào đó, bóng đêm gào thét mà đến, sức mạnh không còn nhiều mà dạ Bồ Tát thu về, cùng tuyết bay trên cầu vòng của tạ ai đang trực tiếp chém giết nhau. Nếu tính ra thì, Tri Văn Chuông ở trên tay khuyển ứng dương hay trên tay khương vọng cũng đều không có khác biết, chỉ cần sức mạnh giáng lâm thế giới này vẫn còn, thì có thể lấy về bất cứ lúc nào. Lúc đó, Hùng Tam Tư đã thoi thóp, cơ hội biến linh tộc thành ma la già na chỉ chớp mắt là qua, thời khắc này tam sinh lan nhân hoa cũng có thể bị ngắt lấy trong chớp mắt. Ông ta đã nắm chắc ma la già na, đương nhiên cũng có thể nắm chắc tam sinh lan nhân hoa. Chưởng dựng thẳng như đao, xuyên thẳng tim tạ ai. Tam sinh lan nhân hoa lung lay rung động, bóng đêm xâm nhiễm sắc tuyết. Thời đại mạc pháp tuyết cũng đen, không cho phép thế gian thấy màu trắng. Nhưng nhận biết của tạ ai về tam sinh lan nhân hoa lại vượt xa khỏi tưởng tượng của ông ta quyết tâm cướp đoạt tam sinh lan nhân hoa cũng vượt xa tham niệm nhất thời này của ông ta. Một khắc nhìn thấy hứa tượng càng ở thiên bi tuyết lĩnh kia, thông qua phản hồi của thần thông cẩm tú, nàng ta đã cảm nhận được sức mạnh của lan nhân như quả. Lúc đó nàng ta đã biết được, tam sinh lan nhân hoa sắp mở ra. Dù cho có ở cảnh ngộ nào, ở nơi nào, nàng ta cũng đều sẽ không bỏ qua cơ duyên với tam sinh lan nhân hoa. Dù cho cẩm tú yếu ớt, dù cho thần tiêu xa xôi nàng ta cũng dốc hết vốn liếng vào đó. Là đệ nhất mỹ nhân của tuyết quốc, trời sinh tạ ai đã có một loại vẻ đẹp mỏng manh dễ nát. Nhưng giờ phút này, tuyết bay đầy trời đang nhảy múa vì nàng ta, hàng ý trên trời như nổi lên trống trận, sự nguy hiểm của nàng ta là không thể nghi ngờ. Nàng ta đạp cầu vòng mà đến, bàn tay đang hái hoa nhẹ nhàng gãy một cái. Sương điện kinh thiên. Nó cho phép nhìn thấy trong tầm mắt nhưng lại lặng sâu trong quy tắc. Dạ Bồ Tát do kỹ tính không nắm chắc bóng đêm của thần tiêu mà thành tựu kia, từ bàn tay dựng dựng thẳng thành đao kia bắt đầu, dần dần đông lại, chỉ trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân. Ông ta dường như đã trở thành một bức tượng băng màu hổ phách. Trên mặt băng dần ngưng tụ thành hình dạng quan tài, mà trong tầng băng lại có những bóng đen bay tới bay lui, dọc theo quỷ tích đặc thù, mơ hồ có thể nhìn thấy lông vũ, mỏ miệng, chính là những con cáo tử điểu đang tuyên cáo cái chết tổng cộng có 9 con, cùng cực sinh đồ. Tiên thuật, thiên thu quan Tại thời đại, cửu đại tiên cung hoành áp một thời, lẫm đông tiên cung là nghiên cứu sâu nhất về tuổi thọ. Lẫm đông tiên nhân còn được gọi là trường thọ tiên nhân. Bọn họ am hiểu phương pháp về duyên thọ, nghe nói còn có tiên thuật có thể hiểu thấu sinh tử, khiến thân xác không thối rửa. Nhưng cũng như câu độc, y khó phân biệt. Hiểu được người sống thì cũng hiểu được cái chết. Lúc này, Thiên thu Quang vừa rơi xuống, mạnh như dạ Bồ Tát cũng bị đông cứng đạo tắc, tuổi thọ điêu linh. Trên không trung của vạn thần hải, Khương Vọng đã túng kiếm mở ra một vòng hành trình đào vong mới, trái đột phải vọt trốn tránh sự truy sát của hộ pháp thần tướng. Mắt nhìn sáu hướng như hắn đương nhiên cũng thấy hành động gãy tay này của tạ ai, nhất thời cũng có chút động dung. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiên thuật bản hoàng chỉnh ngoài bình bộ thanh vân, hơn nữa còn là lẫm đông tiên thuật thiên thu Quang khủng bố như thế từ đây cũng có thể nhìn thấy sơ lược bức tranh về thời đại chính đại tiên cung hoành thế. Bên trong quan tài băng, bóng đêm thối lui như nước thủy triều, khuôn mặt có mấy phần lạnh lùng của kỹ tính không lần đầu tiên hiển hiện rõ ràng trong thế giới thần tiêu nhưng nó lại nhanh chóng bị phủ kín nếp nhăn, khô cạn biến chất. Thân Bồ Tát chỉ dựa vào một con tinh trùng, trong cấp độ chiến đấu thế này, thật sự là quá miễn cưỡng. Nếu nghiên cứu về lực lượng thì chậm chí còn không mạnh bằng chân yêu, chẳng qua là dựa vào tầm nhìn cảnh giới để vận dụng lực lượng mới có thể áp đảo chân yêu mà thôi hổ thái tuế để lại ám thủ thao túng chu huyền mượn phong thần đài vào cuộc tốt xấu gì thì tầm mắt thiên yêu cũng không bị trói buộc quá nhiều nhưng một con tinh trùng này của ông ta lại giống như mở một cái cửa sổ nhỏ trong gian nhà cho dù ánh mắt thiên yêu có thể nhìn thấy mấy vạn dặm thì phạm vi nhìn thấy cũng có hạn trong ba vị thiên yêu đến sau có thể can thiệp vào thần tiêu cục này huyền nam công là lấy ánh mắt thiên yêu điều động thân thể của ngàn vạn mao thần hổ thái tuế là lấy ánh mắt thiên yêu điều động thân thể chân yêu có thể nói thế lực của cả hai ngang nhau còn ông ta mượn tinh trùng ra tay cơ hội ra tay chỉ giới hạn trong mấy lần có được sức mạnh gần với chân yêu tầm mắt vượt xa chân yêu nhưng chưa đến thiên yêu vậy nên chỉ có thể né tránh mũi nhọn của hổ thái tuế sau khi hổ thái tuế bị loại mới ra tay điểm hóa ma la già na đã tiêu hao một phần lực lượng cứ khuyển ứng dương đoạt tri văn chung cũng tiêu hao một phần giờ khắc này ở dưới lẫm đông tiên thuật không hề giữ lại chút nào của tạ ai ông ta gần như không thể động đậy chỉ có thể nhìn xem cổ thân thể này chết đi trong quá trình chết đi này ông ta nằm trong thiên thu quan nhìn thoáng qua thần vương thân ở xa xa trên thiên yêu pháp đàn lại chuyển ánh mắt nhìn tạ ai một cái thật sâu thân thể dạ bồ tát cứ tiêu tán đi như vậy chỉ còn một con hắc trùng nho nhỏ là bị giam giữ bên trong quan tài băng, đang bắt đầu tiêu tán. Mà ở mi tâm của tạ ai, có một điểm đen bị in lên đó, tạo thành rất nhiều sợi dây màu đen, chậm rãi lan tràn ra cả khuôn mặt, dường như tạo thành một đóa hắc liên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.